Audio ngôn tình hôn trộm 55 lần, tập 30, chương 486, giải trừ hôn ước phần 6. Kiều An Hạ đứng dậy đi mở cửa thì nhìn thấy Hàn Như Sơ. Kiều An Hạ còn cười hô một tiếng: "Bác Hứa." Hàn Như Sơ không thèm nhìn Kiều An Hạ lấy một cái, thậm chí ngay cả giày cũng chưa tháo, trực tiếp bước vào trong phòng. Ông bà Kiều nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Như Sơ, mơ hồ đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Bà Kiều cười tủm tỉm đứng lên, mở miệng: "Như Sơ, bà làm sao động cơn tức giận lớn như vậy?" Hàn Như Sơ một câu cũng chưa nói, trực tiếp cầm ảnh chụp trong tay ném lên bàn trà. Ông Kiều và bà Kiều kinh ngạc một chút, sau đó hai người liền vươn tay, mỗi người cầm một tấm hình. Nhìn thấy khuôn mặt trên hình ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Sau một lúc lâu, ông Kiều lên tiếng: "Như Sơ, cái này chắc là có hiểu lầm." "Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm. Nhưng mà các người nhìn ảnh chụp này xem, đây mà gọi là hiểu lầm sao? Các người có biết hay không, hiện tại toàn bộ giới thương nhân ở Bắc Kinh này đều biết tới chuyện này. Con gái Kiều gia các người cho Hứa gia chúng tôi đội nón xanh, không biết những người khác ở sau lưng chê cười Hứa gia chúng tôi thế nào đâu." Bởi vì phẫn nộ, lời nói của Hàn Như Sơ vô cùng bén nhọn, không tốt. Bà Kiều muốn giải thích: "Như Sơ, tôi cảm thấy bà bị kích động quá rồi. Bà không phải không biết, lúc trước Kiều Kiều và Hạ Hạ cùng Gia Mộc, kể cả Lục Cẩn Niên, chúng nó đều là bạn học, chỉ là ăn một bữa cơm." "Chỉ ăn một bữa cơm? Đáng để tôi đến tìm các người như vậy sao? Hơn nữa, ăn cơm mà ăn như vậy à?" Hàn Như Sơ khom người, hung hăng chỉ về phía ảnh chụp. Bà Kiều tự biết đối lý, cười đứng dậy, đối với Kiều An Hạ nói: "Hạ Hạ, con đi rót cho bác Hứa một chén trà đi." Nói xong, ông Kiều còn quay sang nói với bà Kiều: "Em đi gọi điện thoại cho Kiều Kiều, bảo nó về nhà một chuyến." Sau đó, ông Kiều nâng tay, vỗ vỗ vai Hàn Như Sơ: "Như Sơ, bà thì trước tiên thì đừng nổi giận, ngồi xuống trước, chờ Kiều Kiều đến đây, chúng ta nói chuyện với nó một chút." Kiều An Hạ rót trà cho Hàn Như Sơ, sau đó thuận tay rút hé ra tấm hình trên bàn. Nhìn thấy bên trong, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạo ngồi ở một chiếc bàn bên hồ, đang ăn cơm. Lục Cẩn Niên cầm lấy khăn tay, ôn nhu giúp Kiều Kiều lau tay, mà Kiều An Hạo buông xuống mí mắt, nhìn chằm chằm tay của mình đang bị Lục Cẩn Niên. Lúc đó, mặt mày dường như có một tia e lệ. Kiều An Hạ nhìn chằm chằm ảnh chụp vài giây, lại ngẩng đầu nhìn thoáng Hàn Như Sơ đang đằng đằng tức giận, cũng thấy vẻ mặt thất vọng của ba mẹ khi nhìn thấy những tấm hình này. Trong lồng ngực không biết tại sao lại toát ra một tầng lửa không nói lên lời, sau đó cầm ảnh chụp ra khỏi phòng. Người hầu ở bên ngoài đang tưới hoa, nhìn thấy Kiều An Hạ thì lên tiếng chào hỏi: "Tiểu thư An Hạ." Kiều An Hạ cũng không thèm nhìn, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong, ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt, liền một cước dẫm lên chân ga, chuyển tay lái rời đi. Mấy ngày nay, mỗi ngày Kiều An Hảo đều ăn cơm tối với Lục Cẩn Niên. Xế chiều hôm nay, lúc cùng Lục Cẩn Niên chat quy quy, biết đêm nay anh muốn tăng ca, cho nên lúc 6 giờ Kiều An Hảo kêu thức ăn ở bên ngoài. Không biết có phải là do lúc ăn cơm tối anh không cùng ăn hay không, Kiều An Hảo ăn không nhiều, thức ăn bên ngoài dường như chưa hề động đến. Tựa người trên ghế salon, nhìn chằm chằm tivi một lát, sau đó cảm giác được di động rung, là Lục Cẩn Niên gọi tới, trả lời tin nhắn nửa tiếng trước của cô. Chương 487, giải trừ hôn ước, phần 7. Tin nhắn: "Ăn cơm chiều sao?" Kiều An Hảo nhìn thoáng qua một bàn đồ ăn vừa mua bên ngoài, trả lời lại: "Không, không đói bụng." Bây giờ Lục Cẩn Niên trả lời cô rất nhanh: "Tối nay có đi ăn khuya không?" Kiều An Hảo không cần nghĩ ngợi đáp lại: "Được." "Ok, đợi tôi xong việc sẽ liên lạc lại với em."
Kiều An Hảo đang chuẩn bị trả lời Lục Cẩn Niên, điện thoại lại có cuộc gọi đến, là từ Kiều ra. Kiều An Hảo không hề do dự nhận lấy. Bên trong truyền đến âm thanh của bác gái: "Kiều Kiều, hiện giờ cháu có thời gian không? Có thể đến Kiều gia một chuyến không?" "Bây giờ ạ?" "Đúng, ngay bây giờ." Kiều An Hảo nghe thấy ngữ khí của bác mình trong điện thoại có vẻ khá nghiêm túc, như là đã có xảy ra chuyện gì. Vì thế liền ừ một tiếng, nói: "Cháu biết rồi, hiện giờ cháu qua luôn." Xin mở ngoặc một chút với độc giả. Ở đây các bạn có thể nghe một lúc thì người đọc đọc là bác của Kiều An Hảo, lúc thì lại đọc là chú thím. Tuy nhiên bên trong nguyên tác của dịch giả đã viết như vậy nên người đọc tôn trọng, mong các bạn hết sức thông cảm. Trở lại chuyện, Hoàn Ảnh Truyền Thông có vài hạng mục, Lục Cẩn Niên bận đến phát điên. Tất cả công ty từ trên xuống dưới đều phải tăng ca làm báo cáo phân tích. Lục Cẩn Niên mặt không chút thay đổi nghe ý kiến của tổng giám. Lại hồi lâu không thấy điện thoại di động có động tĩnh gì, nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện mình gửi tin nhắn cho Kiều An Hảo nhưng cô không trả lời. Vì thế liền giữ lại điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của tổng giám trên màn hình. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là một thư ký còn chưa tan tầm vẫy vẫy tay về phía trợ lý của Lục Cẩn Niên. Trợ lý dừng tay đang gõ trên bàn phím, không hề quấy nhiễu hội nghị, tiến về phía hành lang, rời khỏi phòng họp, nói chuyện gì đó với thư ký. Sau đó thư ký gật đầu rời đi, trợ lý lại nhẹ nhàng trở lại phòng họp, ngồi vào vị trí, nghiêng đầu nói bên tai Lục Cẩn Niên: "Lục Tổng, cô Đại Kiều ghé qua, nói muốn gặp anh ngay." Khuôn mặt anh khẽ động, hơi kinh ngạc. Kiều An Hạ ghé qua làm gì? Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Trợ lý tiếp tục thấp giọng nói: "Tôi để cho thư ký tiếp đãi cô ấy ở trong phòng khách rồi." Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu một cái, như là đã nghe thấy, tiếp tục cầm điện thoại di động thoáng qua, sau đó lại nhập tâm vào hội nghị. Gần một tiếng sau mới tan họp, lúc này đã là 8 giờ tối. Lục Cẩn Niên thu dọn văn kiện trên bàn, dẫn đầu từ trong phòng họp đi ra. Kết quả liền thấy Kiều An Hạ đang không kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng khách. Vậy mà nhìn thấy anh, liền lập tức bước chân về phía anh, không hề khách khí, xung quanh đang có rất nhiều người, mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên, tôi có việc muốn nói với anh." Khuôn mặt anh không hề động, thậm chí cũng không thèm nhìn Kiều An Hạ, chỉ đi qua sát cạnh cô, đi về phía văn phòng của mình. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nhìn thấy Kiều An Hạ, khách khí cười nói: "Cô Đại Kiều, có chuyện gì, đến văn phòng của Lục Tổng nói đi." Kiều An Hạ liếc mắt nhìn trợ lý của Lục Cẩn Niên, xoay người dẫm giày cao gót xuống, kiêu ngạo bắt kịp anh. Lục Cẩn Niên đẩy ra cửa ban công, cũng không đóng lại, trực tiếp đến ghế làm việc ngồi xuống. Từ sáng đến giờ, ngoại trừ bữa trưa có ăn qua loa, còn lại đều vội vàng làm việc, cho nên cả người vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, giơ tay lên xoa xoa thái dương. Trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hạ đến văn phòng, tự mình mang theo hai ly cà phê đặt trên bàn, sau đó liền lui ra ngoài, vẫn không quên khép cửa. Chương 488: Hủy bỏ hôn ước phần 8. Trong phòng làm việc chỉ có hai người, Kiều An Hạ lập tức cất bước đi tới trước bàn làm việc của Lục Cẩn Niên, đặt tấm hình bộp một cái rơi ở trên bàn. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng động, ánh mắt khẽ động, như cũ duy trì nhắm mắt lại, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Kiều An Hạ thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, nghĩ tới những năm qua anh luôn như vậy đối với mình, tâm tình trở nên có chút khó chịu, không kiềm chế được, mở miệng nói: "Anh nên nhìn rõ thứ tôi đưa cho anh là gì." Trên mặt Lục Cẩn Niên không có biểu tình, giống như chuyện Kiều An Hạ vốn đang nói chuyện ngang ngược. Anh dừng hồi lâu mới thả tay xuống, ngồi thẳng người, sau đó nhìn lướt qua tấm hình trên bàn, thấy mình và Kiều An Hảo vẻ mặt ngược lại không có quá thay đổi gì, mà là không nhanh không chậm bưng lên ly cà phê uống một hớp. "Hình này làm sao cô có?" "Anh đã sớm biết tấm hình này." Kiều An Hạ nghe thấy ý nghĩa trong lời Lục Cẩn Niên,
trước hỏi lại một câu, sau đó cũng có chút sáng tỏ nói: "Đúng, cũng khó trách, hèn gì không có ẩm ý trên báo, chắc là anh đã phong tỏa. Chẳng qua, Lục Cẩn Niên, dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không che giấu được, không có nghĩa là không có tấm hình này mà không có tin đồn." Lục Cẩn Niên rũ mí mắt, thổi một hớp cà phê hơi nóng, tiếp tục uống một hớp, vẻ mặt lãnh đạm giống như trong phong cách làm việc này chỉ có một mình anh. Kiều An Hạ âm thầm nắm thành quả đấm, tiếp tục mở miệng nói: "Bây giờ anh có biết là Kiều Kiều đang ở đâu không?" Theo tiếng nói của Kiều An Hạ, cô rõ ràng nhận thấy tay của Lục Cẩn Niên đang bưng ly cà phê liền dừng lại. Kiều An Hạ không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chẳng qua là dừng một lát mới mở miệng nói: "Kiều Kiều bị ba mẹ tôi gọi về nhà họ Kiều cũng vì mấy tấm hình này." Lục Cẩn Niên bưng ly cà phê, cà phê sóng sánh vẩy vào tay của anh vì nóng đỏ lên. Ánh mắt của anh vẫn như cũ, không có biểu hiện gì, nhưng trên gương mặt lộ ra tia lo lắng. "Lục Cẩn Niên, bây giờ trong giới thương trường ở Bắc Kinh đều đang truyền rằng Kiều An Hảo cắm sừng của Hứa Gia Mộc. Bác Hứa bị chọc tức, tối nay tự mình đến tìm ba mẹ tôi. Anh nghĩ lúc ba mẹ tôi thấy những tấm hình đó thì như thế nào?" Kiều An Hạ dừng lại, nhìn Lục Cẩn Niên, rũ mắt, nhìn chằm chằm đi cà phê hỏi: "Anh còn nhớ rõ mấy tháng trước tôi đã nói với anh sao chứ?" Sau đó Kiều An Hạ lại lặp lại lời nói đó một lần nữa: "Nếu anh thật lòng thích nó thì đừng dây dưa với nó. Anh có biết với hành động bây giờ của anh sớm muộn sẽ phá hỏng cuộc sống của nó không?" "Bây giờ tôi muốn nói là anh đã phá hủy cuộc sống của con bé rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều nói Kiều Kiều ngoại tình, bác Hứa là mẹ chồng con bé bởi vì chuyện này đã không thích nó, hoặc lúc trước Hứa Gia Mộc biết chuyện có thể cãi nhau với nó, còn có cả cha mẹ tôi rõ ràng có chút thất vọng với Kiều Kiều. Nếu như Kiều Kiều và Gia Mộc vì anh mà xuất hiện tan vỡ, như vậy cha mẹ tôi và cổ đông của Kiều Thị cũng sẽ trách cứ Kiều Kiều." Chương 489: Giải trừ hôn ước phần 9. "Lục Cẩn Niên, rất nhiều chuyện mọi người chỉ biết mắng người phụ nữ, cũng không bao giờ mắng người đàn ông. Anh cũng có sai, nhưng làm gì có người nào mà trách cứ anh. Lại có nhiều người chỉ trỏ ở sau lưng Kiều Kiều, nói cô ấy thủy tính dương hoa, không tuân thủ nữ tắc. Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng mà đây là tình yêu của anh sao? Hại cô ấy thân bại danh liệt, có tiếng xấu. Anh muốn về sau Kiều Kiều trong giới thương nhân ở Bắc Kinh phải đối mặt như thế nào đây?" Có thể là do Kiều An Hạ quá mức kích động, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói trở nên có chút nghiêm khắc. Cô dừng lại một lát mới tiếp tục mở miệng, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều: "Còn có Lục Cẩn Niên, ba mẹ Kiều Kiều chết sớm, người duy nhất trên thế giới này của em ấy là ba mẹ tôi và tôi. Anh muốn hại em ấy để rồi cuối cùng giống như anh, cô đơn một người mới từ bỏ sao?" Lục Cẩn Niên nắm chén cà phê, dùng thêm nhiều sức. Kiều An Hạ nói lâu như vậy, dường như đã nói xong tất cả những điều mà bản thân cô muốn nói. Trong phòng làm việc cực im lặng. Kiều An Hạ đứng trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên trong chốc lát mới mở miệng nói: "Điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, kế tiếp anh rốt cuộc muốn làm như thế nào là chuyện của anh. Tạm biệt." Kiều An Hạ tạm ngừng một chút, xoay người liền đi về phía cửa. Trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng ở ngoài, nhìn thấy Kiều An Hạ đi ra, mỉm cười mở miệng khách khí nói: "Đại Kiều tiểu thư." Kiều An Hạ bước chân không dừng lại, tiếp tục đi về phía thang máy. Kiều An Hảo ở trên đường đến Kiều gia, trong lòng luôn luôn nghĩ rốt cuộc ở Kiều gia xảy ra chuyện gì. Thậm chí cô còn tưởng rằng thân thế chú và thím xuất hiện bệnh lạ. Càng nghĩ trong lòng cô lại càng nóng như lửa đốt. Thật vất vả xe mới đến cửa của Kiều gia. Cô đưa tiền cho lái xe, ngay cả tiền thừa cũng chưa lấy, liền vội vã chạy vào trong phòng. Quản gia mở cửa, thấy cô đến đây, tiếng nói rất nhỏ: "Tiên sinh, phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại." Kiều An Hảo thay đôi giày, có chút mờ mịt,
tiêu sái đi vào. Nhìn thấy Hàn Như Sơ đã ở trong nhà mà không khí trong phòng đặc biệt thấp, cô thật to mắt, phân biệt đánh giá ba người một chút, sau đó mới mở miệng chào hỏi: "Chú, thím, bác Hứa." Vẻ mặt Hàn Như Sơ rất lạnh, cả lời cũng chưa thốt ra, nhưng mà chú lại gật đầu một cái. Thím đứng lên, cầm lấy một cái gì đó, nói với cô: "Kiều Kiều, con lại đây với thím." Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm nghi hoặc, cô gật gật đầu, đi về phía sau thím, lên lầu, sau đó vào thư phòng ở lầu 2. "Thím, có chuyện gì vậy?" Đối mặt với câu hỏi của Kiều An Hảo, bà Kiều cái gì cũng chưa nói, chỉ đem tấm hình đưa lên cho Kiều An Hảo xem. Cô tiếp nhận, nhìn thấy là hình ảnh của cô với Lục Cẩn Niên, vẻ mặt cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng thì bà Kiều đã lên tiếng nói trước: "Kiều Kiều, tuy rằng thím không biết cháu cùng với đứa con riêng của Hứa gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà thím tin tưởng cháu. Thế nhưng cũng không có nghĩa là bà Hứa tin tưởng cháu. Hiện tại cháu đã gả cho Gia Mộc, phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình. Cháu cùng một người đàn ông khác không minh bạch như vậy, khiến cho Gia Mộc mất mặt, nhục nhã Hứa gia. Huống hồ hiện tại Kiều gia và Hứa gia hợp tác rất sâu. Kiều Kiều, có chút chuyện cũng không cần thím phải nhiều lời, khẳng định trong lòng cháu hiểu được, cũng khẳng định biết phải làm thế như thế nào." Bà Kiều nói tới đây dừng một chút, lại nói: "Kiều Kiều, cháu cũng biết bác Hứa kiêng kỵ đối với đứa con riêng là Lục Cẩn Niên, về sau cháu vẫn không nên kết giao thì tốt hơn." Chương 490: Giải trừ hôn ước phần 10. Kiều An Hảo nghe thấy bác không cho mình và Lục Cẩn Niên qua lại, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng sau đó nghĩ đến vài ngày sau cô và Hứa Gia Mộc sẽ giải trừ hôn ước, cho đến lúc này cô và Lục Cẩn Niên qua lại với nhau tất nhiên là sẽ không được yên thân rồi. Hiện tại dù sao cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của Hứa Gia Mộc, nếu vì chuyện tiếp xúc thân mật với Lục Cẩn Niên mà cãi cọ với bác mình, chẳng phải sẽ khiến bác càng thêm lo lắng, càng thêm suy nghĩ là giữa mình và Lục Cẩn Niên có gì hay sao. Nghĩ đến đây, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoan ngoãn gật đầu một cái nói: "Cháu biết rồi, việc này là cháu không đúng. Trước kia cháu và Lục Cẩn Niên học cùng nhau, thật ra giữa chúng cháu không có gì cả." Bà Kiều nghe được những lời này của cô thì vô cùng yên lòng, tiếp tục nói chuyện với cô vài câu, đa số đều nói về chuyện cô nên làm như thế nào để tròn bổn phận vợ hiền của Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo trả lời từng câu một, sau đó đi theo bác gái xuống lầu. Dựa theo ý tứ của bác gái, đối với Hàn Như Sơ nói xin lỗi, thái độ thành khẩn, khẳng định lần sau mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Dù sao cũng là người có nhiều từng trải, cho dù trong lòng Hàn Như Sơ đang mất hứng, nhưng lúc Kiều An Hảo giải thích cũng nguôi ngoai đi. Không khí trong phòng bây giờ mới dịu đi một chút, vì không muốn quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng. Ông Kiều còn cố ý gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, Hứa Gia Mộc và ông Kiều có uống ít rượu, cho nên lúc rời đi, Hứa Gia Mộc gọi điện cho lái xe đến. Anh và Kiều An Hảo rời khỏi Kiều gia trước, lái xe còn chưa đến, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc rời rạc đi cạnh nhau. Cô đi giày cao gót nên hơi mệt, hai người tìm một chiếc ghế đá trong công viên mà ngồi xuống. Đối diện là khu quảng trường nhỏ, không thiếu những đứa trẻ đang trượt ba tanh ở đó. Kiều An Hảo nhìn hình ảnh trước mặt mình, nghĩ đến chính mình trước đây cũng trượt ba tin cùng Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc, không nhịn được mở miệng nói: "Anh Gia Mộc, ngày xưa anh cũng dạy em trượt băng ở đây." "Ừ, thế nhưng bây giờ em không bám vào đâu thì vẫn có thể đứng vững. Xem ra anh đây là giáo viên có vẻ hơi tồi rồi." Hứa Gia Mộc trả lời. Kiều An Hảo nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn đèn đường, nhẹ nhàng nói: "Anh Gia Mộc, chuyện bị chụp ảnh, cực kỳ xin lỗi đã khiến anh bị người ta cười rồi." "Không sao, em áy náy gì với anh chứ. Muốn xin lỗi thì cũng là anh phải xin lỗi em. Việc này là mẹ anh quá bất ngờ, bà cũng không phải không biết
trước khi anh tỉnh lại, tìm anh trai anh dán vết sẹo giả làm anh, cùng em giả vợ chồng, hai người phải đóng giả hơn 8 tháng. Trước kia lại là bạn học, làm sao có thể không quen biết. Hai người ăn một bữa cơm như vậy mà xảy ra chuyện bé xé ra to. Kiều Kiều, em đừng để trong lòng, mẹ anh là thế đấy, mặt mũi không thể chịu nổi, người khác chỉ trỏ sau lưng. Thế nhưng vài ngày nữa anh nói ra chuyện ly hôn, đến lúc đó là em được tự do rồi. Kiều An Hảo ngẩng đầu nhìn lên trời rồi mở miệng. Anh Gia Mộc, sau khi giải trừ hôn ước với em, về sau có tính toán gì không? Chẳng nhẽ còn chuẩn bị có đám hỏi tiếp theo? Nếu đổi lại không có tai nạn xe cộ xảy ra, có người hỏi anh vấn đề này, anh chắc chắn sẽ không có chút do dự mà trả lời. Đương nhiên. Chương 491, giải trừ hôn ước, phần 11. Bởi vì ham muốn bẩm sinh của người đàn ông đều muốn biến thành mình thành nhà kinh doanh thành đạt, anh cũng không phải ngoại lệ, cho nên từ lúc còn nhỏ anh liền biết được hôn nhân chính là phương thức hợp tác tốt nhất. Đám hỏi là chuyện có thể mang lại lợi ích rất nhiều, cớ sao không làm. Nhưng hiện tại đột nhiên Kiều An Hảo hỏi vấn đề này, anh lại có chút run rẩy sợ hãi, không biết mình đang do dự điều gì, cảm thấy đáy lòng rất trống rỗng. Trong lòng còn thoảng qua hình ảnh của Tống Tương Tư. Qua ước chừng 5 giây, Hứa Gia Mộc lắc đầu để khuôn mặt của Tống Tương Tư bay ra ngoài, mở miệng nói: đúng, tiếp tục tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Hứa Gia Mộc khẳng định như là đang nói cho chính mình nghe. Sau đó di động của anh vang lên, là lái xe gọi đến. Anh đứng lên nói: đi thôi, lái xe đến rồi. Kiều An Hảo cầm túi sách cũng đứng lên theo, đi về phía ngoài khu biệt thự. Hai người đều không hề chú ý đến Kiều An Hạ đang đứng phía sau, sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt hỗn loạn. Kiều An Hạ đứng rất lâu tại chỗ, sau đó mới bình phục lại được. Vốn dĩ quảng trường rất náo nhiệt, bọn trẻ đều đã trở về nghỉ ngơi, ngay cả người cũng chỉ còn lác đác. Cô giật giật thân thể có chút cứng ngắc, bước chân đi qua chiếc ghế mà Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc ngồi, trong đầu chậm rãi tua lại lời mà Hứa Gia Mộc vừa nói. Hứa Gia Mộc có vết sẹo lúc trước là Lục Cẩn Niên đóng giả. Nói cách khác, Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hảo kết hôn làm vợ chồng, không phải là Hứa Gia Mộc mà chính là Lục Cẩn Niên. Khó trách trong di động của Kiều An Hảo có hình cô ngủ cùng Lục Cẩn Niên. Còn có, mới vừa rồi Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc còn thương lượng chuyện ly hôn. Nói cách khác, Hứa Gia Mộc cũng không thích Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo cũng không thích Hứa Gia Mộc. Lúc cô còn niên thiếu, vì không muốn làm đám cưới với Hứa Gia Mộc, liền để cho Hàn Như Sơ cho rằng Hứa Gia Mộc thích Kiều An Hảo, khiến Hàn Như Sơ chọn Kiều An Hảo làm con dâu. Cô vẫn còn canh cánh việc đó trong lòng rất nhiều năm. Càng về sau, thấy bọn họ thật sự kết hôn, lại thấy bọn họ thật sự có cảm tình, cho nên lúc cô nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của Kiều An Hảo, liền cho rằng Kiều Kiều có gì đó làm sai, lại còn mang máy ghi âm đưa cho Lục Cẩn Niên, thậm chí 5 lần 7 lượt đến trước mặt Lục Cẩn Niên nói rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật tâm yêu nhau. Hóa ra từ trước đến giờ đều là cô hiểu lầm. Nhưng là một bí mật lớn như vậy, sao Kiều Kiều lại không nói rõ cho cô biết? Còn có, nếu là năm đó cô không cầm máy ghi âm để hãm hại Kiều An Hảo, có phải về sau người cùng Lục Cẩn Niên đóng giả vợ chồng không phải là Kiều An Hảo mà chính là cô Kiều An Hạ, đúng không? Thật ra hồ đồ ngu muội, cô có cơ hội để tiếp cận Lục Cẩn Niên, nhưng chính cô lại tự tay đưa cho người khác. Trợ lý đợi rất lâu bên ngoài phòng của Lục Cẩn Niên, cũng không thấy anh từ bên trong đi ra. Trợ lý nhìn thoáng qua thời gian đã gần 10 giờ, vì thế liền đưa tay lên gõ cửa. Bên trong rất yên tĩnh, không hề có âm thanh gì truyền đến. Trợ lý do dự một chút, sau đó liền đẩy cửa ra. Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, cầm ly cà phê trong tay, nhìn chằm chằm trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến mê mẩn. Thế cho nên đến lúc trợ lý đến trước mặt,
anh cũng không có phản ứng gì. Chương 492: Hủy bỏ hôn ước phần 12. Trợ lý dừng một lát mới mở miệng: "Lục tổng." Lục Cẩn Niên nghe được tiếng trợ lý, dừng lại đại khái khoảng 5 giây mới phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên: "Sao vậy? Đã sắp 10 giờ anh còn không tan làm sao?" Lục Cẩn Niên quán tính bưng ly cà phê lên, nhấp một miếng, phát hiện đã lạnh như băng, khổ sở khó có thể nuốt xuống. Anh đặt ly cà phê xuống, giơ tay lên, xoay mặt nói: "Được." Sau đó liền đứng lên, cầm áo khoác đi về phía cửa. Trợ lý nhìn thấy máy tính của Lục Cẩn Niên chưa tắt và ví tiền trên bàn, liền lên tiếng nhắc nhở: "Lục tổng, máy tính anh còn chưa tắt." Lục Cẩn Niên quay đầu liếc mắt nhìn, ừ một tiếng, đi về tới, cúi người trực tiếp tắt máy tính, sau đó đi về phía cửa. Rốt cuộc cô Kiều đã nói gì với Lục tổng? Tình trạng hiện tại của anh ấy không tốt một chút nào. Trợ lý nghĩ thầm, một lát, lần này không lên tiếng nhắc nhở Lục Cẩn Niên mà giúp anh cầm ví tiền trên bàn, rồi theo sau Lục Cẩn Niên ra khỏi phòng làm việc. Trợ lý lái xe từ bãi đậu xe ra ngoài, xuyên qua kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, nghĩ đến đêm nào anh cũng về Cẩm Tú Viên, vì vậy liền mở miệng hỏi: "Lục tổng, vẫn trở về Cẩm Tú Viên chứ?" Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, ừ rất nhẹ một tiếng. Ngoài cửa sổ, đèn không ngừng thoảng qua trên mặt anh, có hơi mờ mờ. Một lát sau, trợ lý liền trả ví tiền trong tay về phía sau: "Lục tổng, anh để quên ví." Lục Cẩn Niên dừng lại, vươn tay nhận lấy, rồi nhét vào trong túi, tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài xe. Bên trong xe rất yên tĩnh. Qua hồi lâu, Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi một câu: "Nếu như cậu phát hiện bà xã của cậu gần gũi với người đàn ông khác thì cậu sẽ thế nào?" Trợ lý theo bản năng muốn nói: "Bà xã tôi sẽ không gần gũi với người đàn ông khác." Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Lục Cẩn Niên như vậy, cuối cùng vẫn nghĩ đến việc người thỏa hiệp cơm áo gạo tiền của mình, suy nghĩ ra câu trả lời cho tình huống giả thiết của Lục Cẩn Niên. Sau đó, bởi vì quá nhập tâm, vẻ mặt trợ lý có hơi tức giận: "Tôi sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất đau lòng." "Vậy hai người sẽ cãi nhau sao?" "Lúc ban đầu thì không, có thể sẽ tìm cô ấy nói chuyện cho rõ ràng." Trợ lý dừng lại rồi bổ sung tiếp: "Nếu mà bà xã của tôi vẫn tiếp tục như vậy, có thể sẽ cãi nhau, còn có thể sẽ nghiêm trọng hơn, dẫn đến ly hôn." Lục Cẩn Niên ừ một tiếng, rồi một lúc lâu lại hỏi: "Thế nếu như cha mẹ cậu biết chuyện này, sẽ có ý kiến gì với bà xã cậu?" Giả thiết bà xã anh ngoại tình, coi như xong, còn lại nghĩ đến mâu thuẫn của gia đình, trợ lý đột nhiên muốn khóc. Nhưng mà dù vậy, trợ lý lại rất nhanh trả lời: "Người lớn sao gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ ngạc nhiên. Nếu như thích người con dâu này, có thể sẽ đưa ra cách giải quyết tốt đẹp. Nếu như không thích thì sẽ thêm dầu vào lửa, gây ầm ĩ một trận." "Ừ." Lục Cẩn Niên đáp lại một tiếng, lần này không nói gì nữa. Ngược lại, trợ lý có hơi nghi ngờ Lục Cẩn Niên đến nay chưa lập gia đình, tại sao bất chợt hỏi thăm những phương diện luân lý này. Vì vậy, nhìn Lục Cẩn Niên xuyên qua kính chiếu hậu, tò mò hỏi: "Lục tổng, sao bỗng nhiên anh lại quan tâm vấn đề này?" Chương 493: Giải trừ hôn ước phần 13. Lục Cẩn Niên không trả lời, trợ lý lại hỏi: "Lục tổng, chẳng nhẽ anh chuẩn bị đầu tư kịch luận lý gia đình sao?" Đáp lại anh ta vẫn là một mảnh trầm mặc như cũ. Trợ lý ngậm miệng không hề lên tiếng, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái. Người đàn ông cau nhíu lại, thoạt nhìn vẻ mặt không những thể hiện trong lòng không vui, ngược lại còn mang theo một tia ảo não. Rốt cuộc Đại Kiều tiểu thư nói gì với Lục tổng? Đáy lòng trợ lý càng nghi hoặc. Lúc trong đầu anh đang vắt hết óc phỏng đoán thì Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng: "Ngày mai hoặc ngày mốt có buổi hợp tác với bên Hồng Kông phải không?" "Vâng, Lục tổng." Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đầu óc của trợ lý có vẻ như tiếp thu không kịp. Dừng một chút mới nói:
Đêm nay Tổng Giám sát Vương bay đi Hồng Kông, phụ trách hợp tác lần này. Lục Cẩn Niên thản nhiên nói, anh gọi điện thoại cho anh ta, đêm nay anh ta không cần đi. Trợ lý ách một tiếng, sau đó chợt nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến. Đặt hai vé máy bay đi Hồng Kông, anh và tôi cùng qua đó, phụ trách hợp tác lần này. Trợ lý lại ách một tiếng nữa, càng ngày càng không hiểu nổi Lục Cẩn Niên. Rõ ràng hợp tác lần này, đáng nhẽ là Lục Tổng đi Hồng Kông, phụ trách công tác, là ngày hôm qua, lúc họp buổi chiều, anh cứng rắn giao cho Tổng Giám sát Vương đi công tác. Kết quả đêm nay, sợ là Tổng Giám sát Vương đã đi ra tới sân bay rồi, bây giờ anh lại muốn bản thân mình đi. Đáy lòng trợ lý vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn lấy di động gọi điện thoại cho Tổng Giám sát Vương. Tắt điện thoại, trợ lý đặt hai vé máy bay trước, sau đó nói, vé máy bay là 11 giờ rưỡi, bây giờ trực tiếp tiến đến sân bay vẫn còn kịp. Về phần tắm rửa quần áo, tôi sẽ bảo phụ trách khách sạn ở Hồng Kông bên kia chuẩn bị. Lục Cẩn Niên ừ một tiếng, xem như đồng ý. Sau đó điện thoại của anh liền kêu leng keng. Anh theo thói quen cúi đầu xem màn hình, là Kiều An Hảo nhắn đến một cái quy quy. Vẫn còn chưa hết giờ làm. Lục Cẩn Niên mở khóa di động, trên màn hình đánh một hàng chữ, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa đi từng chữ, đặt điện thoại di động ở trên ghế xe. Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú Viên, đã là 10 rưỡi. Lục Cẩn Niên hẹn buổi tối sẽ mang cô đi ăn khuya, kết quả đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Vì thế cô liền nhắn tin cho Lục Cẩn Niên một cái quy quy. Đợi khoảng một phút đồng hồ, Kiều An Hảo vẫn không thấy Lục Cẩn Niên đáp lại. Lục Cẩn Niên mà nhận được tin nhắn của cô, nhất định sẽ đáp lại. Cho dù bề bộn nhiều việc thì sau một thời gian cũng sẽ trả lời. Cho nên Kiều An Hảo nghĩ đến Lục Cẩn Niên còn đang tăng ca, vì thế cởi quần áo trên người đi vào phòng tắm giặt sạch sẽ. Lúc đi, Kiều An Hảo cầm lấy di động nhìn thoáng qua trước, phát hiện là vẫn không có tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên, vì thế liền buông điện thoại di động xuống, sấy tóc. Lúc này đã là sắp 11 giờ, Kiều An Hảo nghĩ cho dù Lục Cẩn Niên tăng ca muộn hơn nữa thì cũng đã xong. Vì thế liền vào phòng thay quần áo, vòng quanh một vòng nhìn tủ quần áo của mình. Cuối cùng lấy một chiếc váy đai đeo màu vàng, còn cột cả tóc mình lên, trang điểm một người thanh xuân tịnh lệ. Kiều An Hảo vừa lòng vòng chạy ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy di động, kết quả vẫn không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên. Vì thế Kiều An Hảo lại nhắn qua một dấu chấm hỏi. Đến sân bay, công việc đăng ký thủ tục đã xong. Lúc qua cổng soát vé, Lục Cẩn Niên đưa giấy tùy thân, mang theo gì đó đều lấy ra. Chương 494, giải trừ hôn ước, phần 14. Lúc xoay người đi qua cửa an ninh, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng leng keng. Bước chân của anh tạm dừng một phen, sau cùng vẫn đi qua cửa. Sau khi kiểm tra xong, Lục Cẩn Niên móc ra gì đó trên người, lần lượt nhét trở về túi. Anh cố gắng cầm lấy điện thoại di động, vốn là không muốn nhìn, nhưng vì tối nên không nhịn được nhìn lướt qua màn hình. Quả nhiên thấy nhắc nhở của tin nhắn, nội dung là Kiều An Hảo gửi đến một dấu chấm hỏi. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình, yết hầu lay động hai lần, rồi rũ rèm mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cằm dưới như bị căng cứng, như là đang chịu áp lực gì đó, đưa điện thoại thả vào trong túi quần. Lúc Lục Cẩn Niên đến, thời gian đến lúc máy bay cất cánh còn lại nửa giờ. Sau khi đi qua cửa an ninh, có một cô gái đưa bọn họ đến chỗ đăng ký vào khoang VIP. Lúc máy bay chuyển đến tiếng nhắc nhở, Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ cài chặt dây an toàn. Trợ lý tắt máy, nhìn Lục Cẩn Niên ở bên cạnh rất thờ ơ, liền nhắc nhở, Lục Tổng cần phải tắt điện thoại. Một câu nói khiến Lục Cẩn Niên lấy điện thoại di động đang chuẩn bị tắt máy, lại nhìn đến màn hình có tin nhắn của Kiều An Hảo, ngón tay liền dừng lại. Cô gái phụ trách khoang hạng nhất cầm thực đơn đi tới, lễ phép mỉm cười mở miệng nói, hai vị xin hỏi đợi lát nữa sau khi máy bay cất cánh có cần uống gì không? Trợ lý nói, hai ly cà phê,
cảm ơn. Vâng. Cô gái tiếp viên đi xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại di động còn sáng, vì thế liền nhẹ giọng nhắc nhở: vị khách này, làm phiền anh cần phải tắt nguồn điện thoại. Ngón tay của Lục Cẩn Niên vuốt trên màn hình điện thoại hai lần, sau cùng như là hạ được quyết tâm thật lớn, liền tắt điện thoại đi. Kiều An Hảo ngồi trên ghế sofa, vừa xem TV vừa chờ điện thoại của Lục Cẩn Niên. Thời gian tích tắc trôi qua, đợi đến sau cùng, Kiều An Hảo có chút không kiên nhẫn, mắt thấy đã đến 12 giờ, Lục Cẩn Niên vẫn không hồi âm. Cô nhịn không được cầm điện thoại gọi một cú cho Lục Cẩn Niên, cũng muốn hỏi là anh đang xảy ra chuyện gì. Tín hiệu truyền đi, trong di động lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc: thuê bao quý khách đang gọi, hiện không thể nghe cuộc gọi này, thuê bao đang tắt máy. Tắt máy? Lông mày của Kiều An Hảo cau lại. Lục Cẩn Niên không mở điện thoại. Tại sao? Vì thế cô liền tìm số điện thoại của trợ lý gọi đến, cũng là tắt máy. Cả bốt và trợ lý đều tắt máy điện thoại, thật đúng là rất khéo. Sau đó Kiều An Hảo liền gọi số điện thoại văn phòng của Lục Cẩn Niên, cũng không ai tiếp nhận. Cô ôm má, ném điện thoại di động sang một bên, lại không còn tâm tình nào mà xem tivi, thất thần chờ điện thoại. Đợi không biết qua bao nhiêu lâu, Kiều An Hảo dựa lưng vào sofa, mơ màng ngủ. Bởi vì ở trên sofa nên cô ngủ không được ngon giấc. Có lần tỉnh lại, cầm lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian, màn hình điện thoại rất sạch sẽ, đã là 2 giờ sáng. Không hề có một cuộc điện thoại nào của Lục Cẩn Niên, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nào của anh. Kiều An Hảo ngây ngốc nhìn di động một lúc, đáy lòng vô cùng trống trải, sau đó đứng dậy đi toilet. Lúc rửa tay, nhìn thấy chính mình trong gương vẫn đang mặc một chiếc váy xinh đẹp mà chờ Lục Cẩn Niên đến đón, tâm tình lại càng tệ hơn, mệt mỏi như vây lấy. Chương 495: hủy bỏ hôn ước phần 15. Kiều An Hảo ngượng ngùng rút khăn giấy lau khô tay, sau đó ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động nằm trên giường, nhìn chằm chằm chờ tin nhắn giữa mình và Lục Cẩn Niên. Cô đọc lại tin nhắn mấy ngày nay tán gẫu, từng chữ từng câu cũng xem một lần, đáy lòng trở nên có chút chua xót, nước mắt không giải thích được cũng chảy ra. Trước kia Lục Cẩn Niên lạnh lùng với cô cũng không thấy khổ sở như bây giờ, không phải là dễ chịu hơn sao? Tình huống của cô khó xử như thế sao? Kiều An Hảo suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Đến khách sạn đã là hơn 2 giờ sáng. Lục Cẩn Niên tắm, nằm ở trên giường, trước mắt liền hiện ra hình bóng Kiều An Hảo. Không nhịn được liền lấy điện thoại di động, thấy thông báo nhắc nhở của gọi nhỡ, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng trĩu. Lục Cẩn Niên ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Giường khách sạn quá rộng, lăn qua lộn lại không ngừng, cuối cùng lại cầm lên điện thoại di động, nhìn chằm chằm thông báo hai cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo. Tinh thần khẽ dao động, liền sờ soạn bao thuốc lá, đốt lên một điếu. Hôm qua điện thoại của trợ lý Lục Cẩn Niên gần hết pin, trở lại khách sạn ngủ. Sáng ngày hôm sau được khách sạn đánh thức, đi một bên rửa mặt vừa sạc pin, nhận được vài tin nhắn. Anh tiện tay bấm xem, kết quả lại thấy Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình. Trợ lý vội vàng gọi lại cho Kiều An Hảo một cú điện thoại, tiếng bíp bíp vang lên mấy lần, liền nhận được. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc dịu dàng của cô Kiều: này. Trợ lý vội vàng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, gọi một câu: cô Kiều, chờ tôi một chút. Sau đó anh uống một hớp nước, súc miệng, cầm một bên khăn lông xoa xoa mặt, lễ phép nghiêm túc mở miệng: cô Kiều, tối hôm qua cô gọi cho tôi. Tối hôm qua Kiều An Hảo ngủ rất trễ, buổi sáng bị điện thoại đánh thức, bởi vì không ngủ đủ, đầu có chút đau, ngay cả ai gọi tới cũng không xem rõ, liền trực tiếp nhấn nghe. Bây giờ mới nghe tiếng trợ lý của Lục Cẩn Niên, lúc này mới chợt tỉnh táo, ngồi dậy gãi đầu,
ừ một tiếng, liền nghe thấy tiếng trợ lý Lục Cẩn Niên cung kính truyền đến. Kiều An Hảo trả lời: "Ngày hôm qua tôi gọi điện tìm Lục Cẩn Niên, điện thoại anh ấy tắt máy." "Ừ, có thể lúc cô gọi Lục Tổng đang ở trên máy bay." "Máy bay?" Kiều An Hảo nghi ngờ hỏi ngược lại một câu. "Đúng, hợp tác với bên Hồng Kông, tối hôm qua Lục Tổng mới đi." Trợ lý dừng hỏi ngược lại: "Cô Kiều, cô không biết sao?" "Anh ấy không có nói với tôi." Trợ lý nghe được giọng nói Kiều An Hảo mang theo mấy phần không vui, vội vàng mở miệng nói: "Có lẽ là Lục Tổng chưa kịp nói cho cô. Tối hôm qua Lục Tổng rất khuya mới tan việc, tan việc xong vội vàng đến sân bay, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Tôi nghĩ là do bận rộn quá nên rất mệt mỏi." Dừng lại một chút, trợ lý lại hỏi: "Cô Kiều, bây giờ cô muốn tìm Lục Tổng sao? Tôi sẽ đến phòng anh ấy, chẳng qua là không biết bây giờ Lục Tổng đã tỉnh dậy chưa." Kiều An Hảo nghe lời trợ lý giải thích hành trình tối hôm qua của Lục Cẩn Niên, lại nghe 3 giờ sáng anh mới ngủ, đáy lòng vốn có chuyện không vui trong nháy mắt hóa thành đau lòng, lập tức mở miệng nói: "Không cần, cứ để cho anh ấy nghỉ ngơi đi." Chương 496: Giải trừ hôn ước phần 16. "Được rồi." Sau khi trợ lý trả lời xong, còn quan tâm nói: "Kiều tiểu thư, chờ Lục Tổng tỉnh, tôi sẽ truyền đạt cho ngài ấy, nói ngài ấy trả lời điện thoại của cô." "Cảm ơn." Trợ lý thu thập thỏa đáng bản thân mới đi tới phòng của Lục Cẩn Niên. Tối hôm qua anh ta có lấy thẻ cửa phòng của Lục Cẩn Niên đến trước cửa phòng, trước tiên gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, sau đó liền tự mình quẹt thẻ đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách không có một bóng người, trợ lý đến trước phòng ngủ đẩy cửa ra liền bị khói thuốc lá tràn ngập bên trong làm cho nghẹn vài cái mà hắt xì. Giường có chút hơi hỗn độn, không thấy Lục Cẩn Niên. Đi đến trước phòng tắm, bên trong ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến. Trợ lý bóp cái mũi, đi đến phía cửa sổ, nhìn thấy trên bàn trà toàn là toàn tàn thuốc lá, dài có, ngắn có. Trợ lý mở cửa sổ, không khí mới mẻ bên ngoài tràn vào. Anh hung hăng hít một ngụm không khí, chợt nghe âm thanh mở cửa phòng tắm. Lúc đầu, trợ lý làm người đại diện cho Lục Cẩn Niên, quản lý ăn, mặc, ở, đi lại của Lục Cẩn Niên đã thành thói quen, hay lải nhải, đến bây giờ cũng chưa sửa được. "Lục Tổng, tối hôm qua ngài đã hút bao nhiêu thuốc lá vậy? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nếu anh thật sự không bỏ được, cũng biết thế, nhưng mà anh có thể không cần hút nhiều như vậy được không?" Lục Cẩn Niên đối mặt với những lời lải nhải của trợ lý, nhìn cũng không nhìn anh ta đến một cái, tóc ướt một nửa, xốc lên quần áo, mặc lên người, sau đó ngón tay nhanh chóng cài cúc áo. Trợ lý một mình lầm bầm, lầu bầu một lúc, rồi mới nhớ tới chuyện buổi sáng, mở điện thoại nói chuyện với Kiều An Hảo, vì thế tiếp tục mở miệng nói: "Lục Tổng, nếu anh có thời gian thì gọi điện thoại lại cho cô Kiều đi." Lục Cẩn Niên dừng động tác đeo caravat lại một chút, không lên tiếng. Sau đó trợ lý còn mạch lạc giải thích một lần: "Tối hôm qua Kiều tiểu thư tìm anh, di động của anh tắt máy, sau đó liền gọi điện thoại cho tôi. Sáng nay tôi mới nhìn thấy, vừa mới gọi lại cho Kiều tiểu thư xong." Lục Cẩn Niên ừ một tiếng, mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt thật tốt, sau đó cầm một văn kiện ở trên bàn đi về phía cửa. Trợ lý vội vàng đuổi kịp. Kiều An Hảo sau khi nghe xong điện thoại mà trợ lý của Lục Cẩn Niên gọi đến, vốn trong lòng còn phiền muộn thì lập tức tốt lên. Cô không ngủ đủ, nằm trên giường ngủ bù. Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa, 12 giờ. Tối hôm qua mở tivi còn chưa tắt, cô thuận mắt nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên mặc vest đen, đeo giày da trên màn hình tivi. Kiều An Hảo trực tiếp ghé vào trên giường, nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào màn hình, lại rời khỏi giường. Vốn vóc dáng của Lục Cẩn Niên cao,
hơn nữa dung nhan cũng xuất chúng. Vốn trên màn hình là tin tức tuyên bố hợp tác mới nhất của bọn họ, nhưng Kiều An Hảo lại cảm thấy giống như chỉ quay Lục Cẩn Niên, bởi vì màn ảnh căn bản không có rời đi khỏi Lục Cẩn Niên, hoặc là đặc biệt nổi bật ở xa. Lục Cẩn Niên ngồi được sắp xếp ở ghế thứ nhất, trước mặt là một cái máy tính, bên cạnh còn có người của đài truyền hình đang nói chuyện. Thỉnh thoảng anh nâng lên hai tay gõ gõ hai cái trên máy tính, lúc ngẫu nhiên dừng lại sẽ liếc mắt nhìn di động bên cạnh máy tính một cái. Thậm chí có hai lần như vậy mà anh cũng còn giờ mở di động. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hành động đó của Lục Cẩn Niên, nhịn không được cười ngây ngô, nở một nụ cười với màn hình tivi. Lục Cẩn Niên thế nhưng mà lại xảy ra sai sót. Sau đó trong đầu của cô liền từ từ nghĩ đến có một lần học thể dục ở trung học, bởi vì cô đau bụng trở về phòng học trước. Chương 497, giải trừ hôn ước phần 17. Lúc Lục Cẩn Niên ở trong lớp học, cô theo tập quán đi qua thường liếc nhìn vào bên trong, sau đó thấy một nam sinh mặc chiếc áo trắng tinh đang ngồi ở trước bàn học, là Lục Cẩn Niên. Lúc đó bọn họ đang học môn vật lý, giáo viên giảng bài trên bảng, nước miếng văng tung tóe, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng, còn có người cầm bút viết tốc ký. Chỉ riêng Lục Cẩn Niên là cúi đầu cầm một chiếc bút chì cắm cúi ghi gì đó trên tờ giấy trắng, không biết là đang phác thảo cái gì, thỉnh thoảng còn cầm lấy cục tẩy chà chà một cái. Dường như bạn học ngồi cùng bàn với anh đã phát hiện được anh đang đi học mà lại giống như quân nhân đào ngũ, sau đó liền đưa tầm mắt đến gần nhìn hình vẽ trên trang giấy của anh. Ai ngờ Lục Cẩn Niên lại phản ứng cực nhanh, cầm quyển sách giáo khoa che lên tờ giấy kia. Hành động của hai người bị giáo viên chú ý. Giáo viên trực tiếp hỏi tên, hỏi thăm họ một số vấn đề. Bạn cùng bàn với Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ ấp úng không nói được gì. Trái lại Lục Cẩn Niên cũng chưa thật sự nghe giảng, mí mắt cũng không thèm chớp một cái, nói ra đáp án vô cùng rõ ràng. Sau đó, bạn học cùng bàn của Lục Cẩn Niên bị giáo viên đuổi xuống đứng ở cuối lớp, mà Lục Cẩn Niên vừa ngồi xuống liền kéo tờ giấy dưới quyển sách giáo khoa lên, tiếp tục cầm bút, thật sự chăm chú vẽ phác thảo. Lúc ấy, Lục Cẩn Niên vẫn không trưởng thành như hiện tại. Khuôn mặt lúc thiếu niên vẫn còn ngây ngô, nhưng dáng vẻ anh giống như quân nhân đào ngũ lúc ấy đã trở nên cực kỳ thật thánh trong lòng cô từ lúc còn thiếu niên. Thật không hổ là người đàn ông mà cô yêu thương, quân nhân đào ngũ đều có thể đẹp trai như vậy. Kiều An Hảo vẫn đợi đến khi gửi tin nhắn đi mới ngồi dậy từ trên giường. Sau khi rửa mặt xong, tự kêu đồ ăn bên ngoài, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại đi. Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói qua khiến Lục Cẩn Niên gọi điện thoại cho mình. Từ ban ngày đến 7 giờ tối, chờ đợi một người có thể tiêu tốn ý chí đến mức nào. Kiều An Hảo sợ bản thân sẽ nổi điên, vì thế liền bắt đầu sắp xếp lại phòng mình. Cô lấy tất cả quần áo ra sắp lại một lần, rồi mang vài bộ quần áo mới giặt một lần bỏ vào trong máy giặt, rồi lại mang ra phơi ở ban công. Đến lúc còn sót lại hai bộ quần áo, rốt cục di động của cô cũng vang lên. Kiều An Hảo khẩn cấp chạy về phòng ngủ, bởi vì vội vã nên có chút sốt ruột, chân không cẩn thận đá vào giá phơi quần áo, đụng đến chỗ đầu gối, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra. Nhưng là từ đầu đến cuối, Kiều An Hảo cũng không có tâm tình đi kiểm tra vết thương của chính mình, trực tiếp chạy đến trước sofa, cầm lấy điện thoại di động. Kết quả lại nhìn thấy người kia gọi đến là Kiều An Hạ, chứ không phải là Lục Cẩn Niên. Tâm tình của Kiều An Hảo trong nháy mắt lại rơi xuống rất thấp. Cô nghe điện thoại, hô một tiếng, chị. Sau đó lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca hát đinh tai nhức óc. Kiều An Hảo nhíu mày hỏi, chị đang ở đâu đấy? Kiều Kiều à, mau đến đây chơi với chị, nhanh lên. Giọng nói của Kiều An Hạ nói một câu trong điện thoại, sau đó lại hắng giọng hát một câu. Tới cùng,
anh có yêu em không? Có yêu em không? Kiều An Hảo đưa di động ra xa mình một chút, lớn tiếng nói vào trong di động: chị đang ở cùng ai thế? Chị đã uống bao nhiêu rồi? Có một mình chị với em. Kiều Kiều, không đúng, chỉ có một mình chị. Kiều An Hạ say khướt nói một câu không đầu không cuối, nói xong còn đánh ợ lên hơi rượu. Một mình chị đang ở Kim Bích Huy Hoàng. Sau đó cũng không cúp điện thoại, trực tiếp ca hát. Lần này mặc cho Kiều An Hảo hỏi như thế nào cũng không có người trả lời. Chương 498: Hủy bỏ hôn ước, phần 18. Kiều An Hảo cúp điện thoại, nghĩ đến Kiều An Hạ ca hát hóa rồ ở Kim Bích Huy Hoàng, có chút không yên lòng, vì vậy liền thay quần áo, cầm ví tiền ra cửa. Cô đi tới chỗ Kim Bích Huy Hoàng, báo tên Kiều An Hạ, sau đó liền có phục vụ dẫn Kiều An Hảo vào phòng của Kiều An Hạ. Vừa mới đi tới, cửa bao xương, Kiều An Hảo nghe thấy bên trong truyền đến tiếng hát đau khổ của Kiều An Hạ. Cô đẩy cửa bao xương, thấy Kiều An Hạ đứng trên bàn, ngẩng đầu, đang gào lên, xung quanh có rất nhiều chai rượu. Cô đóng cửa chạy tới bên cạnh Kiều An Hạ, giơ tay lên kéo cô chị xuống. Kiều An Hạ, chị điên rồi sao? Kiều An Hạ thấy em gái đến, trong miệng vẫn còn đang hát, nước mắt Kiều An Hạ liền chảy xuống, đến cuối cùng liền cầm micro ngồi xổm xuống trên mặt đất khóc thành tiếng. Kiều An Hạ không nói tiếng nào, qua micro bao xương cũng tràn đầy tiếng khóc của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều An Hảo thấy dáng vẻ của chị thương tâm như vậy. Hơi hốt hoảng, cô đi tới chỗ ca hát, tắt nhạc, sau đó kéo An Hạ từ trên đất lên, đỡ đến bên ghế mềm, còn gọi phục vụ đưa chén trà nóng tới đây. Kiều An Hảo bưng trà nóng, đút cho Kiều An Hạ uống vài hớp, rồi sửa sang lại mái tóc sộc sạch của cô, rút khăn giấy lau khô nước mắt cho chị. Kiều An Hạ uống hơi nhiều, nhưng lúc nhỏ cô và Hứa Gia Mộc đã uống, tửu lượng kinh người, vài hớp trà nóng xuống bụng, đầu dần dần cũng tỉnh táo hơn. Cô nhìn gương mặt Kiều An Hảo lộ vẻ quan tâm, nước mắt rơi càng mãnh liệt. Chị, rốt cuộc chị làm sao vậy? Kiều An Hảo quan tâm hỏi một câu. Cô chị rơi nước mắt, lắc đầu, sau đó vươn tay ôm Kiều An Hảo vào lòng, chôn đầu ở bả vai, nhẹ giọng nức nở lên. Kiều An Hảo cũng không lên tiếng, chẳng qua lặng lặng ôm chị, thỉnh thoảng giơ tay lên vỗ vỗ sau lưng Kiều An Hạ. Kiều An Hạ khóc hồi lâu mới từ từ bình tĩnh lại. Cô hít mũi một cái, mở miệng kêu lên một câu: Kiều Kiều. Hả? Kiều An Hạ nghe được giọng nói dịu dàng của em gái mình, lời ra đến miệng làm thế nào cũng không thể nói ra được. Cô thật ra thì rất muốn nói với em mình câu xin lỗi, nhưng mà cô lại không dám nói. Lúc còn trẻ, nhất thời xúc động làm sai, đâu nghĩ đến hậu quả xảy ra sau này. Cô sợ mình vừa mở miệng, từ trong mắt Kiều An Hảo thấy được tức giận và oán hận. Cũng sợ mình vừa mở miệng, Kiều An Hảo cũng sẽ không còn tốt với mình như bây giờ. Kiều An Hạ há miệng, cuối cùng vẫn không có dũng khí thẳng thắn nói với em gái, chẳng qua là im lặng ôm chặt cô vào trong ngực. Đại Kiều bây giờ vừa thật sự mâu thuẫn, vừa khó xử, sợ mình và em gái xa cách, cũng vì sợ mình mất đi cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên. Cô biết rõ Lục Cẩn Niên thích Kiều An Hảo, cô biết người đó không thích mình. Cô liên tục tỏ tình hai lần bị anh từ chối, cô cũng không để ý tìm người đàn ông khác. Nhưng bây giờ cô biết mình đã tự tay từ bỏ cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên về sau mãi mãi. Đáy lòng khó chịu, cả đời này cô cũng chưa bao giờ có. Chương 499: Giải trừ hôn ước, phần 19. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có được một chút thời gian rảnh, tìm một nơi không người, châm một điếu thuốc, hút một ngụm.
Lúc hút được một nửa điếu, Lục Cần Niên lấy di động nhìn một lát, sau đó lại mở QQ của Kiều An Hạo muốn tin nhắn trả lời. Kiều An Hạ nói đúng, anh và Kiều An Hảo thường xuyên tỏ ra ái muội thì Kiều An Hảo càng bị tổn thương lớn. Là anh rất ích kỷ, muốn tiếp cận cô nhưng lại mang cho cô phiền toái lớn như vậy. Đầu tiên là làm chết đứa con từ trong trứng nước, sau đó lúc này đây là thân bại danh liệt sao? Anh không thể luôn lấy lý do tình yêu để một lần rồi một lần thương tổn cô. Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cuối cùng liền cất điện thoại di động trong túi, dùng sức hút một điếu thuốc, vòng khói còn không nhổ ra, đợi trợ lý xuất hiện, nhắc nhở anh nói: Lục Tổng, chúng ta nên xuất phát, cơm tối sắp bắt đầu. Trên bàn cơm, không hề thiếu thương nhân hợp tác ở Bắc Kinh. Mọi người mỗi người đều nhận thức lẫn nhau, ngồi ở cùng một bàn. Trong ngày thường, Lục Cẩn Niên sẽ không nói nhiều, lần này cũng giống như vậy. Từ lúc ngồi xuống, mọi người tiếp rượu nhau, số lượng từ anh mở miệng nói chuyện không vượt quá 10 chữ. Đàn ông không giống phụ nữ, trong lòng cũng có thành phần bát quái. Uống rượu nhiều lắm, cũng có người bắt đầu nói đông, nói tây. Người mà mọi người nói đến, Lục Cẩn Niên cũng đều đã nghe qua, nhưng mà không liên quan đến mình lắm, nên anh căn bản cũng không để ý. Cuối cùng cũng không biết là ai dẫn dắt liền nói tới công ty Hứa Thị. Phó tổng công ty Hứa Thị, Hàn Như Sơ gần đây bỏ ra 10 triệu tư, hình như là muốn đầu tư cái gì đấy. Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều 10 phần quyết đoán. Cái tập đoàn Hứa Thị có hơn nửa Giang Sơn là địa bàn vững chắc của bà ta đấy. Ừ, hợp tác qua 1-2 lần, rất có suy nghĩ cùng tư tưởng, chính là rất minh mẫn. Đề tài nói về Hàn Như Sơ, có người khen, cũng có người chê, cho tới cuối cùng không biết là ai mở miệng nói. Đúng rồi, lại nói tiếp, Hàn Như Sơ, tôi nhớ ra một sự kiện. Các người có nghe nói sao, gần đây thiếu gia Hư nhà Hứa gia lại cùng tiểu thư Kiều gia nháo nhào mà ly hôn ầm ĩ. Vốn Lục Cẩn Niên không chút cần để ý, nhưng lúc nghe đến những lời này, đột nhiên liền dựng lên lỗ tai. Sau đó đáy lòng anh liền bộp chộp một chút. Chẳng lẽ là vì mình, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc mới nháo nhào ly hôn? Chuyện này là giả vậy hay là thật? Chuyện khi nào? Ừ thì đại khái là 1 tuần trước, tôi chợt nghe nói đến. 1 tuần trước, lúc ấy anh và Kiều An Hảo còn không bị chụp ảnh, cho nên việc này cùng anh là không có quan hệ. Trong lòng Lục Cẩn Niên hơi thả lỏng một ít. Sao lại ly hôn? Kiều gia và Hứa gia hợp tác luôn buôn bán rất là chặt chẽ mà. Thì là vì một người phụ nữ, cháu gái Lâm Duẩn, lúc còn học đại học, không biết cùng Hứa thiếu gia nhận thức như thế nào. Sau đó hai người giống như liền... Người nọ mới nói một lửa, liền giang tay, ám chỉ. Mọi các người đều hiểu được. Sau đó Hứa thiếu gia liền động tâm, muốn kết hôn. Bây giờ nghĩ làm thế nào để cùng Kiều gia bên kia mà giải trừ hôn ước đấy. Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng hỏi một câu: Có chắc chắn không? Đương nhiên là chắc chắn. Em gái tôi là bạn học của cháu gái Lâm Duẩn, nhìn thấy Hứa thiếu gia đến giảng đường gặp cô ta mấy lần. Bằng không tôi làm sao mà biết được chuyện này? Cháu gái Lâm Duẩn, thanh niên 3 đời đều làm quan viên nhà nước, thật ra đám hỏi thích hợp với hơn so với Kiều gia, cũng khó trách là bên đấy đòi ly hôn. Chương 500: Giải trừ hôn ước phần 20. Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, nghe mọi người câu trước câu sau nhao nhao lên bình luận, vẻ mặt tuy vẫn lạnh nhạt bạc bẽo như cũ, nhưng đáy lòng đã trở nên quay cuồng. Cô gái của Kiều gia kia đúng là có bắt biết bao nhiêu thương cảm. Lúc Lục Cẩn Niên nghe đến câu nói đó, trong đầu liền xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Có lúc là chính anh nghe được đoạn đối thoại trong băng ghi âm của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc, cũng có khi là Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô ôm lấy anh vui mừng đến phát khóc. Đến sau cùng liền biến thành gương mặt bi thương, thống khổ của Kiều An Hảo.
trong trái tim của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹt một cái. Anh lập tức quăng đôi đũa trên bàn, một âm thanh bốp vang lên. Trong nháy mắt, mọi người trên bàn liền ngậm mong nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Thậm chí trên bàn bên cạnh nghe thấy âm thanh đó cũng nghiêng đầu nhìn. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu mà nhìn anh. Sắc mặt của Lục Cẩn Niên âm trầm nói một câu: "Xin lỗi, không thể tiếp tục được." Sau đó cầm lấy áo khoác của mình, đá văng ghế ra đằng xa, trước mặt bao nhiêu người, sải bước đi ra cửa. Trợ lý của Lục Cẩn Niên sửng sốt mất một giây đồng hồ mới đứng lên, cười làm lành, giải thích với mọi người, vội vàng đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, dường như trợ lý phải chạy theo mới bắt kịp được. Mấy năm nay, ở trên bàn cơm không thiếu những người bàn tán chuyện. Ai đó ở bên ngoài nuôi dưỡng một ngôi sao nhỏ, vợ của ai đó tự sát vì bị vứt bỏ. Cũng có người đang nói đến mấy đề tài, liền thổn thức vài tiếng. Chỉ riêng anh vẫn luôn bình tĩnh, không có chút phản ứng nào. Thậm chí trong lòng anh có chút tự giễu mà nghĩ ngợi: những người đàn ông đó đều thích chơi đùa như vậy sao? Nếu không thì đâu tới lượt anh. Mặc kệ trong lòng anh tự chế giễu thế nào hay là vẫn không có cảm giác, nói ngắn lại đều không giống như bây giờ. Đột nhiên nghe được chuyện Hứa Gia Mộc qua lại với người phụ nữ khác, liền cảm thấy phẫn nộ, thậm chí rất tức giận. Dường như anh đã biến thành Kiều An Hảo, chính là người bị vứt bỏ. Kiều An Hảo từng si mê nói với Hứa Gia Mộc: "Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh." Cô và Hứa Gia Mộc lớn lên cùng nhau, bây giờ còn là vợ của cậu ta. Anh vậy mà muốn kết hôn với người phụ nữ của cậu ta. Không phải Lục Cẩn Niên chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc tách ra, chính mình sẽ có cơ hội. Nhưng bây giờ tưởng tượng của anh trở thành sự thật. Thế nhưng anh còn chưa thấy được vui vẻ và kích động, ngược lại chỉ cảm thấy đau lòng không nói rõ được. "Lục Tổng, Lục Tổng." Lục Cẩn Niên nghe tiếng kêu của trợ lý, dừng bước, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn trợ lý vì chạy theo mình mà thở hổn hển, mở miệng nói: "Đặt vé máy bay cho tôi, hiện tại tôi phải về Bắc Kinh." Trợ lý sửng sốt một phen: "Nhưng Lục Tổng, ngày mai còn có hội nghị, có thể là sẽ ký hợp đồng, anh không nên trở về." "Hoặc là bố trí người khác tới xử lý việc này, hoặc là trực tiếp không cần ký hợp đồng nữa." Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi liền đưa ra một quyết định, sau đó tiếp tục nhắc lại một lần nói: "Nói ngắn lại, đêm nay tôi nhất định phải về Bắc Kinh." "Lục Tổng." Trợ lý còn đang muốn nói gì đó khuyên nhủ Lục Cẩn Niên, kết quả Lục Cẩn Niên đã lấy điện thoại trực tiếp gọi điện đặt vé. Sau khi cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên bỏ lại tiếng của trợ lý, giơ tay chặn một chiếc taxi, ngồi xuống nói với trợ lý một câu: "Cậu đi về phòng lấy đồ đạc đi." Sau đó liền nói với lái xe: "Đến sân bay." Hết chương 500, hết tập 30. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian tới, nhóm Admin sẽ xây dựng một fanpage để tiện cho các bạn cùng tương tác, và cũng là để cho các bạn tiện theo dõi những tập truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc. Mong các bạn sẽ ủng hộ. Nhóm Admin sẽ dán link fanpage ở phần mô tả của video. Các bạn sẽ click vào đó để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.